ABS mang lại lợi ích an toàn lớn cho xe. Không có ABS, khi phanh gấp, nếu bánh trước bị trượt, mất độ bám, bánh xe không còn tác dụng dẫn hướng, xe dễ bị ngã. Nếu bánh sau trượt, xe xoay do mất độ bám ngang. Với tác dụng của cảm biến và các cơ cấu thay đổi áp suất dầu phanh trên từng bánh xe trong quá trình phanh gấp, ABS giúp má phanh liên tục kẹp nhã đĩa phanh. Điều này tránh việc má phanh bóp cứng vào đĩa phanh khiến bánh xe không quay mà trượt dài. Với hệ thống ABS, bánh xe vẫn tiếp tục quay nhưng với tốc độ chậm và vẫn bám đường. Thay vì dây dầu đi trực tiếp từ tay thắng đến heo dầu, thì đường dầu sẽ đi qua cụm ABS rồi mới đến heo dầu ở bánh xe. Về hoạt động, trong điều kiện xe chạy hơn 10 km/h mà ta bóp thắng gấp, bánh xe có dấu hiệu dừng lại, chuẩn bị trượt. Mắt độc sẽ báo tín hiệu này về ECU. Lập tức ECU sẽ điều khiển để can thiệp áp suất dầu thắng, gây tác động nhấp nhả liên tục, có thể từ 15 đến 30 lần trên giây để bánh xe không trượt